Trong clip ngắn này, Epic Việt sẽ chia sẻ về cái chủ đề làm sao để biết mình có hợp với một cái chiến thuật giao dịch hay không. Thì tương tự như người lái xe, khi mà người ta muốn đi tới một mục tiêu thì người ta chỉ cần tập trung lái xe an toàn, chứ không cần phải liên tục lo lắng trong lúc lái xe, tại vì nó đã hình thành thói quen. Thì cách kiểm soát rủi ro của trader cũng tương tự trong tất cả những cái lĩnh vực tài chính. Rồi bây giờ để biết được là mình có hợp với lại cái một chiến thuật giao dịch hay không trong một thời gian, có thể là 2 tuần, 3 tuần hoặc là thậm chí 1 tháng, thì chúng ta sẽ test cái phương pháp đó qua các bước sau. Đầu tiên thì mình phải biết được cái tiêu chí để mà chọn chiến thuật giao dịch. Cái thứ hai nữa là mình phải thực hành nó trong cái điều kiện thực ít nhất là 10 lệnh. Và cuối cùng là kiểm tra cái mức độ phù hợp. Mức độ phù hợp đó nó sẽ thể hiện qua những cái tiêu chí như sau. Khi mà mình đã thuần thục những cái tiêu chí này á, thì mình sẽ biết là cái này mình có thể gắn bó được. Đầu tiên đó là cái tốc độ làm nhanh hơn, có nghĩa là mình nhìn vô một cái biểu đồ là mình thấy được là có cơ hội hay không. Kế tiếp là cảm thấy an tâm. Thứ ba nữa là kiên định, nhất quán. Và thứ tư nữa là mình chọn lọc được những cái thời điểm giao dịch vàng. Mình nhìn vào cái biểu đồ mình biết được là cái lúc này, cái giai đoạn này có chây được hay không. Chây được thì mình sẽ tìm cơ hội, còn giai đoạn cần đứng ngoài thì mình sẽ đứng ngoài. Số 2 này em biết việc minh họa cụ thể như thế nào gọi là thuần thục một cái chiến thuật giao dịch. Mỗi người sẽ chọn cho mình một chiến thuật giao dịch riêng mà cảm thấy phù hợp. Chẳng hạn trong cái ví dụ này mình sẽ sử dụng mô hình ABCD, đây là mô hình tam giác. Khi mà mình nhìn vào một cái đoạn sóng mà mình có thể vẽ ngay lập tức giống như một cái mẫu hình này, như vậy là mình đã thành thạo. Nhìn vào mình có thể vẽ ngay lập tức thì gọi là thành thạo, không phải suy nghĩ gì hết, chơi theo đúng những gì mình thấy. Tương tự mình sẽ kể một cái mô hình khác theo đúng cái mẫu của ABCD. Ở trên cái công cụ của Trading Wheel thì mình sẽ dễ dàng kể, tại vì nó có sẵn rất là nhiều những cái mô hình phổ biến, vai đầu vai, rồi kể theo sóng, rồi kể các công cụ trên line, nói đỉnh và đáy để tạo ra mô hình rất là nhanh chóng. Quay lại cái thời điểm hiện tại thì mình sẽ không thể vẽ được. Nó đi cái kiểu sóng này thì nó không có đúng với lại cái mô hình, không thể vẽ được. Vẽ lên hình là thấy là bị lỗi liền. Và đây là cái giai đoạn mà cần phải đứng ngoài thị trường. Đấy, không thể vẽ được nè. Đó. Như vậy thì gọi là đã thành thạo một cái mô hình. Không vẽ được thì dĩ nhiên là đứng ngoài thôi. Còn đối với trader mà không có theo cái mô hình giá, không có đánh bài bản theo kỷ luật á, là thế nào họ cũng sẽ tìm một cái lý do khác để vào lệnh. Chẳng hạn như hỏi người này người kia, hoặc là tham khảo ý kiến của đủ thứ những cái trang mạng khác để mà tìm cơ hội. Chẳng hạn như họ lại tìm một cái cơ hội nào mới đi. Giờ đó là cái lúc mà đã tự phá vỡ kỷ luật. Tại vì nó hoàn toàn không có đúng theo cái nguyên tắc mà mình đã đặt ra. Đó, như vậy thì mọi người có thể thấy qua cái ví dụ cụ thể này thì cái việc phá vỡ kỷ luật á, nó rất là dễ thực hiện. Nó chỉ cần là nôn nóng, vội vã, muốn giao dịch ngay, muốn hành động ngay, thì lúc đó là cái tâm lý nó sẽ cuốn theo bị vào cái trạng thái là FOMO. FOMO nghĩa là bị tham đó, nghĩa là bị muốn nóng vội kiếm. Và lúc đó là sẽ, khi mà đã muốn rồi là sẽ có cái lý do, và chắc chắn cái lý do đó nó không nằm trong cái nguyên tắc giao dịch của chính mình đã đặt ra. Rồi tóm lại qua cái ví dụ ngắn nhưng mà rất là quan trọng này, mọi người có thể nghiền ngẫm để mà thấy được là cái việc mà mất kỷ luật á, nó xảy ra khi nào, biết chính xác được khi nào mình phạm lỗi, là lúc đó mình sẽ biết cái con đường để mà khắc phục. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ like và subscribe để cùng cập nhật những cái phương pháp chơi đúng theo nguyên tắc giao dịch nhé.